Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì kênh của mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với hai nguyên liệu đó là lấm và hẹ các bạn nhé. Là chủ yếu sẽ được thành một món ăn rất là siêu bổ các bạn nhé. Và lại khỏe gan, tráng xương. Để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình ạ. Các bạn biết rằng hẹ là một loại rau rất là thơm, rất dễ ăn. Nó chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Lá hẹ có tác dụng rất là dưỡng gan hay là tráng dương và thúc đẩy cảm giác thèm ăn của chúng ta nhé. Khi hẹ các bạn cắt về, các bạn có thể nhặt bỏ những cái lá già, lá úa đi, hoặc là trên đầu nó bị khô ấy, thì chúng ta sẽ nhặt bỏ đi. Nó cũng giống như hành vậy các bạn ạ. Nó còn có các tác dụng khác nữa như là khử trùng, chống viêm rất là hiệu quả. Ăn loại rau này vào mùa xuân nhé, còn có thể làm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn ạ. Lấm thì các bạn biết rằng lấm cũng là một loại rau siêu bổ dưỡng các bạn ạ. Nó chứa nhiều vitamin B nhé, protein hay là các chất xơ, kali, vitamin D, canxi, và nó chứa nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Các bạn sẽ cắt bỏ phần chân nấm đi các bạn nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một âu nước và mình sẽ cho vào đây một ít muối. Các bạn sẽ ngâm nước muối cho mình khoảng 10 phút với phần lấm này. Mình tách cái phần lấm ra nhé. Các bạn có thể xào với nấm ngọc trân này hay là nấm sò, nấm hương đều cũng rất là bổ dưỡng các bạn nhé. Ngâm cho mình 10 phút, sau đó mình sẽ đem đi rửa sạch ạ. Lá hẹ các bạn sẽ phải rửa và mình tuốt từng lạt như thế này đi các bạn nhé. Vì trong lá hẹ này khi chúng ta trồng ở dưới đất ấy, mình tưới nước ấy, có khả năng là đất nó sẽ bắn từ dưới lên trên lá, cho nên các bạn cần phải tuốt như thế này để cho những cái lá nó đều sạch nhé. Tỏi các bạn ra cho mình. Một trái ớt nữa nhé. Hẹ xào thì các bạn sẽ cắt khúc cho mình. Đấy, một nắm hẹ to như này nhé. Lấm ngọc trâm các bạn rửa sạch cho mình và mình cũng cắt làm đôi nhé. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và mình cho vào đây một ít dầu ăn nhé. Vừa phải dầu ăn thôi. Chỉ cần dầu ăn nóng lên thì mình sẽ cho phần tỏi vào để phi thơm. Khi tỏi đã thơm lên, các bạn sẽ cho mình phần lấm vào. Một chút muối. Để được canh nhé. Các bạn ăn hạt lêm hay bột ngọt, chúng ta có thể cho thịt theo. Và mình cho vào đây một ít dầu hào nữa các bạn nhé, khoảng một thìa canh dầu hào.
đều lên. Lấm thì rất nhanh chín thôi, các bạn chỉ xào cho mình như thế này, mình xào được 3 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần hẹ vào nữa. Đảo đều lên nhé, để cho phần hẹ nó chín ạ. Các bạn cho mình ớt vào nữa. Bây giờ mình sẽ cho một chút nước mắm. Một chút hạt tiêu các bạn nhé. Tắt bếp đi, các bạn đảo đều cho mình. Xào lấm một kỹ quá nó sẽ ra nước nhé các bạn nhé, cho nên là xào với lửa to và nhanh ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình sẽ cho phần lấm xào ra. Xào hẹ nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Rất là ngon ạ. Chúc các bạn và gia đình có những món ăn ngon như thế này nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.